giữa công thần Italia vắng mặt tại Euro 2024. Huấn luyện viên Luciano Spalletti đã công bố danh sách sơ bộ 30 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Italia để chuẩn bị cho vòng chung kết Euro 2024. Vào ngày 31 tháng 5, đội tuyển Italia sẽ hội quân tại trung tâm kỹ thuật Coverciano trực thuộc Liên đoàn bóng đá Italy để bắt đầu chuẩn bị cho vòng chung kết Euro 2024. Cựu huấn luyện viên Inter Milan đã không triệu tập 5 cầu thủ từng góp công lớn vào chức vô địch Euro 2020 của Azzurri là Manuel Locatelli, Leonardo Spinazzola, Marco Verratti, Leonardo Bonucci và Ciro Immobile. Trong đợt tập trung lần này, ông Spalletti đã trao cơ hội cho rất nhiều cầu thủ có số lần ít ỏi khoác áo đội tuyển quốc gia. Trung vệ của Bologna, Riccardo Calafiori có lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển quốc gia sau những màn trình diễn ấn tượng ở mùa này. Các cầu thủ Nicolò Fagioli, Raul Bellanova, Michael F. Lorenzo, Samuel Ricci và thủ môn của Lazio, Ivan Rovere cũng có lần thứ hai góp mặt tại đội tuyển quốc gia. Tại vòng chung kết Euro 2024, đội tuyển Italia nằm cùng bảng với Albania, Croatia và Tây Ban Nha. Để được xem là bảng tử thần của giải đấu, Italia có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải chạm trán với Croatia và ứng viên vô địch Tây Ban Nha. Trước khi lên đường sang Đức, Italia sẽ thi đấu hai trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ, Bosnia và Herzegovina lần lượt vào các ngày mùng 4 tháng 6 và mùng 9 tháng 6.